hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đạp đua mang thương hiệu của Pháp, Chopic Marit. Được trang bị ở khung nhôm carbon và nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Đây là một mẫu xe về rất nhiều tại cửa nhà em rồi, nhưng mà hôm nay là màu đỏ trắng các bác nhé. Rất là đẹp và mới. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc Chopic Marit. Em đánh giá chiếc xe này trên 95%. Rất là mới các bác nhé. Sơn màu đỏ trắng. Chiếc là màu đỏ trắng thì đây là chữ Marit. Marit bên quanh viền Marit thì có những sơn chấm bi đây. Và trên khung xe cũng như thường lệ của dòng Chopic thì có chữ ký của nhà sản xuất các bác nhé. Đấy là đặc trưng của dòng Chopic. Để lướt qua tổng quan chiếc xe, hầu như không một vết xước nào đáng kể. Rất là mới các bác ạ. Yên nguyên bản của Chopic cũng là yên màu đỏ trắng. Phía bên trên đây là ghi đông của Ford, nguyên bản của Chopic các bác nhé. Nguyên zin theo xe. Xe mang thương hiệu của Pháp. Phía bên dưới thì là đây bộ phanh. Bộ phanh 3 mảnh của Tiagra. Phanh cuốn còn khá là mới. Rất là mới các bác nhé. Bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiagra. Lại bên lắc lít. Bên này bên đĩa. Càng carbon. Sao trang bị càng carbon. Càng dẹp các bác nhé. Lưỡi kiếm. Càng dẹp này tối thiểu mức độ càn của gió cho xe đi tốt hơn. Bộ cặp vành của nguyên bản của Chopic. Giờ sẽ quay thông số lốp. 700x23C. Lốp cơ bản của dòng xe đua. Vẫn là dây âm sườn cao cấp các bạn nhé. Dây đi âm sườn. Đi bên trong sườn. Đùi đĩa 2 tầng. Cao cấp của Shimano Tiagra. Trên khung xe có ghi là size 49. 49cm. Phù các bác từ 1m63 có thể đi vừa. Đến trên 1m7. Để đi vừa chiếc xe này. Bộ khung uốn theo bánh đây. Chú Chopic đằng sau. Chỉ bên dưới có mã vạch của xe. Gầm xe có mã vạch đây. Vâng, đây một chiếc xe rất là mới và đẹp. Cấu hình thì tốt. Tiagra.
bánh sau của xe Tropic. Xe được trang bị 9 tầng lip, 2, 4, 6, 8, 10 tầng lip các bạn nhé, 10 tầng lip và hai đĩa cho xe 20 tốc độ. Bộ phanh sau tia ra đây. Chúng sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, V10 tầng lip cao cấp của Shimano. Nguyên bộ group của Shimano Tiagra lên lip. Rồi, chuẩn rất là tốt. Xuống lip. Xuống lip. Vâng, ở phía bên tay phải là bên đĩa. Lên đĩa xuống đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Đùi đĩa 2 tầng của Tiagra. Vâng, và chiếc xe cũng được trang bị một bộ cọc yên carbon. Xe rất là đẹp, mới, đến từ thương hiệu của Pháp, Tropic. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Tropic Maris đến từ thương hiệu của Pháp, và chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Tiagra, càng carbon và cọc yên carbon. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về xe. Lên YouTube theo dõi kênh kênh xe đạp và nhớ chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.